Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo liên quan đến cấp căn cước công dân mới kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Để chuẩn bị điều kiện cấp căn cước cho công dân theo luật căn cước số 26/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Công an thành phố Hà Nội tạm ngừng việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân từ ngày 25 tháng 6 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thu nhận, thực hiện việc cấp căn cước công dân theo quy định. Mẫu thẻ căn cước sẽ được sử dụng từ ngày 1 tháng 7 bao gồm hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Mặt trước thẻ căn cước công dân cấp cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên bao gồm các thông tin, biểu tượng chip điện tử, ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch. Mặt sau thẻ căn cước sẽ có thông tin về nơi cư trú, nơi đăng ký khai sinh, chip điện tử, mã QR, ngày tháng năm cấp, ngày tháng năm hết hạn.